Bạn có biết đây là tờ An ninh Thế giới số ngày thứ tư 11 tháng 4. Trong này đó thì nó viết về là giáo sư Nguyễn Tiến Kết chống phá nhà nước như thế nào. À, nhưng mà trong này thực sự ra sau khi bôi nhọ chống phá giáo sư Nguyễn Tiến Kết thì hầu hết tất cả anh em một này đều bị họ ghi tên. À, ví dụ như tôi xin đọc một đoạn ngắn thôi, thưa quý vị. À, thực ra đây chính là âm mưu răng rối của Nguyễn Tiến Kết trong việc tự đánh bóng bản thân và làm nổi mình với thành tích đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền để giật giải nhân quyền năm 2006 với giá $3,000 của nhóm phản động người Việt lưu vong ở Mỹ có tên trong mạng có tên là mạng lưới nhân quyền. Nhân đây cũng cần nói rõ thêm, cái gọi là mạng lưới nhân quyền thực chất là tập hợp của một số tên phản động lưu vong người Việt thành lập tháng 11 năm 1997 tại Santa Ana, Mỹ do một số tên như nghe đây này Lê Minh Vương, Nguyễn Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Quyền cầm đầu chống phá nhà nước Việt Nam về dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo nước ngoài để kích động số chống đối trong nước. Hàng năm mạng lưới nhân quyền thường gửi về cho một số đối tượng chống đối giải thưởng khoảng $3,000 vào ngày nhân quyền thế giới ngày 12 tháng 10 hàng năm. Trong những năm qua, mạng lưới nhân quyền đã cùng với cái gọi là ủy ban tôn giáo của Ngô Thị Hiền tại với thường xuyên xuyên tạc vân vân đó. Thì có một đoạn ngắn coi là cũng vui. À, cuối năm 2006 này, bọn cầm đầu mạng lưới nhân quyền đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại để rủ Nguyễn Tiến Kết sang Mỹ nhận giải cho oai. Một đoạn ngắn là thôi, có thể đến ra đây một số tên đại diện cho các nhóm phản động có máu mặt trong nghề chống cộng đón rước Kết là Nguyễn Tiến Kết đó, như cái gọi là mạng lưới nhân quyền Việt Nam do Lê Minh Nguyên cầm đầu, và một số tên đại diện cho những cái lo rè loa người ta rất tốt một cái loa này, truyền hình là SBTN, quê hương radio Bonsa, tuần báo mỏ là chúng tôi đó, thế giới làng văn. Ngoài ra người ta còn thấy mấy tay bồi bút chuyên viết bài chuyên đặt hình ở Việt Nam, phát tán trên các tờ báo lá cải và mấy website của họ, của bọn lưu vong phản động người Việt Nam gọi như gồm là Huỳnh Lương Thiện, tôi nói chủ nhiệm như thế này mà bảo là bồi bút nguyên thôi. À, cũng chạy lăng xăng giữa trò phỏng vấn và Tiến Kết. Thưa quý vị, hôm đó là mình Kết đâu có cho chúng tôi phỏng vấn đâu, mà dám nói là chúng tôi lăng xăng. Và hình ảnh chúng tôi đã được đăng đỏ đây. Thưa quý vị, nói là cho vui vẻ thôi, chứ thực sự ra đó tôi nghĩ rằng có lại tới lúc chúng ta cũng nên không nên lấy cái này làm trò cười nữa, mà phải đặt vấn đề pháp lý với họ. Và quý vị nhớ là cái đơn vào khoảng 3 năm, cái vụ án Nam Cam đó thì cũng là tờ báo này đây đăng cái bản tin là ông Nam Cam qua đây rồi cặp bồ với là ca sĩ Phương Hồng Quế. Đó, rồi Phương Hồng Quế lại dụ Nam Cam ở lại đây để mà làm đám cưới giả vân vân. Thì cô Phương Hồng Quế là cổ rất là buồn thảm và khóc không biết làm sao. Bây giờ làm sao là cái danh dự của mình bị chà đạp. Thì cổ không biết làm sao buồn khóc quá, thì sau đó có người mất nước thôi, bây giờ có khóc có than cũng chẳng làm gì cả. Nhờ một vị luật sư, có một luật sư Hoa Kỳ gửi thư về đặt vấn đề pháp lý, phải kiện ra tòa hoặc là yêu cầu xin lỗi và rút lại những cái lời gọi là vu cáo bôi nhọ này. Thì cô Phương Hồng Quế cũng chẳng có hy vọng gì, nhưng mà thì cũng cứ làm, theo. Và thưa quý vị, cô có nói với tôi là vào khoảng 4 tuần sau có một người điện thoại tới cô và muốn gặp cô riêng. Thì sau đó cô có tiếp, thì người đó cô chưa gặp bao giờ, thì đưa cái tờ báo An ninh Thế giới và mặt sau có đăng lời xin lỗi của tờ báo này đối với Phương Hồng Quế, và nói rằng là chị ơi, tại vì có một vài ca sĩ ở hải ngoại này nó ganh ghét chị, nó nói về bên trong nước, chứ anh em có biết gì đâu, thôi họ đã xin lỗi rồi, mong chị bỏ qua. Và thưa quý vị, nếu Phương Hồng Quế không kiện cáo thì làm sao có việc nó xảy ra được. Cho nên tôi nghĩ rằng trong tương lai chúng ta cũng cần phải đặt cái vấn đề pháp lý đối với những cái tờ báo mà nó dùng khủng bố và bôi nhọ cá nhân của chúng ta như thế này, nhất là cái thời đại đất tiêu này, chúng ta không bỏ qua để cho nó họ có đất. Quý vị thấy vừa rồi nè, Việt Dũng nè, Nam Lộc nè, nhiều lắm cũng bị đánh phá hết, và tất cả cái việc cộng đánh nhầm nhò cái gì, tôi nghĩ không phải như vậy. Có là tới lúc chúng ta nên nghiên cứu một cái biện pháp để mà phản đòn nhằm chặn đứng lại những cái trò như vậy. Vâng, và thưa quý vị, là báo chí quốc gia trong nước là bây giờ họ với cái lực lượng cũng nhiều lắm, 620 tờ báo và tới 9.000 ký giả, nhìn là báo 9.000 ký giả, nhưng mà không phải tất cả đều cúi đầu đâu, họ cũng rất là bất mãn. Theo những nghiên cứu cho thấy đó, ngay cả bác sĩ Nguyễn Đăng Quế cũng nói đó, là rất nhiều nhà báo trong nước rất là bất mãn và ấm ức với cái chế độ này, họ cũng muốn có một cái lối thoát nào đó. Thành ra chúng ta nên có một cái phương thức nào đó để giúp đỡ hay tìm một lối thoát cho những nhà báo can đảm này, nhưng mà chưa có cái cách nào để mà
tìm cách giải thoát cho họ. Đó là sự mâu thuẫn giữa những nhà văn, nhà báo với cái giới gọi là kiểm duyệt văn hóa ở trong nước, thưa quý vị. Vì vậy cho nên tư nhân hóa báo chí, các ngành nghề cũng là một cái giải pháp để mà tiến tới cái việc tự do hóa báo chí trong nước. Thưa quý vị, ngoài ra để chúng tôi cũng xin nói một điều nhỏ nữa là đối với quý vị ở trong nước, những người can đảm đó như là cha Linh Mục Lý, Linh Mục Lợi, Linh Mục Trang Tiến đã ra những cái tờ báo, vậy thì họ dựa vào đâu, tại sao không bị bắt, họ dựa vào đâu để mà can đảm ra những tờ báo chui không cần xin phép chế độ như vậy, bởi vì họ dựa vào luật pháp và cơ sở đó là cơ sở pháp lý để cho những tờ báo này ra đời. Đó là chúng tôi xin thưa lại, đó là điều 69 hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là điều 19 của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, đó là điều 19 của công ước quốc tế nhân quyền, tất cả những điều này họ đều ký và họ phải thi hành. Thưa quý vị, đó là những điều vắn tắt chúng tôi xin được trình bày hôm nay, và phần còn lại chúng tôi xin được nhường lời cho quý vị để chúng ta thảo luận và kết luận là thưa quý vị, sự can đảm của những nhà tranh đấu trong nước qua mặt trận truyền thông chắc chắn cần sự hỗ trợ tích cực của chúng ta, cộng đồng người Việt tại hải ngoại cũng như cộng đồng thế giới, và chúng tôi tin chắc rằng với cái quyết tâm của chúng ta thì trong một tương lai không xa, Việt Nam sẽ có thể đứng vững được. Xin cảm ơn quý vị.